chào con. Dạ con chào chú Khuê. Ngồi xuống con, ngồi xuống con. Dạ. Chào con trai. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép Phương Phương được kính gửi lời chào tới toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn, những người mà đã theo dõi nhạc sĩ Sơn Khê mà Phương Phương gọi là chú Khê đó. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân ái, chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an, nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Dạ. Về được nửa tháng rồi chú. Dạ, con về được nửa tháng rồi. Vinh dự lắm, con gặp đứa cháu bao nhiêu năm con xa cách nha. Dạ lâu rồi chú, chắc cũng hơn chục năm rồi. Người làm về thì theo những lần quay rồi sai về những giờ về mọi truyền thông thì đứa cháu cũng gặp bên này rất nhiều. Dạ. Trong cái dịch Covid đó, đang trong cái lúc mà khó khăn nhất đó, thì nhận được cái bài hát của chú Khuê, thì khi mà con mở cái demo nhạc lên, tự nhiên nó cái giai điệu nó có cái gì đó nó làm mình sốn sang lắm, mình thấy sao á, bởi con mới lập tức con thu cái bài đó con hát liền. Nhưng mà khi mà hát xong cũng được mọi người đón nhận và có nhiều cái sự đồng cảm, thì con cũng cảm ơn chú Khuê. Cái thời điểm đó đã viết một cái bài hát mà để khắc ghi một cái dấu ấn, một cái thời điểm mà khi mà cái mọi cái bối cảnh trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tất cả mọi cái đều trong một cái màu nó quá là đen tối đi, nó lầm than, nó cùng cực đi ha, thì cái bài hát đó cũng là một cái dấu ấn, một cái để mà khi mình hát về mình phải nhớ rằng là Việt Nam đã nắm tay nhau để mà vượt qua cái cơn dịch bệnh như thế nào. Còn cũng cảm ơn tác giả, một cái người đã đồng cảm và có nhiều cái cảm xúc để mà viết ra những cái lời ca. Con không dám nói là cái chữ huyền thoại, nhưng tại sao mình dùng cái chữ đó? Bởi vì đó là một cái thời điểm đáng nhớ, cũng là một cái thời khắc đáng nhớ trong lịch sử Việt Nam. Dạ. Mình gọi lịch sử là tại vì nó khốn khó quá. Dạ. Sài Gòn Covid, dịch bệnh khắp nơi, hàng rào răng răng muôn lối. Cuối phố chiều buông không bóng người, Sài Gòn trống vắng chỉ mình tôi. Tiếng xe cứu thương giữa phố phường, hàng rào răng khắp nẻo đau thương. Cuốn chiếu nằm co ro bên đường, đoàn người áo trắng giữa đêm sương. Tiếng khóc trẻ thơ bên góc tường, mẹ già quăng gánh lệ đau thương. Chào Sài Gòn trong tôi, Việt Nam.
đoàn người óc lư. Con đa dạng, con hát được nhiều thể loại dạ. Mà khi hát những cái thể loại khác thì vẫn được nhạc sĩ người ta khen. Ví dụ như là hát về những cái thể loại nó có pha dân ca miền Bắc thì cũng được tác giả khen. Hay là hát những cái dân ca về miền Nam Bộ thì cũng vẫn được đón nhận. Có thể là mình may mắn một chút. Hay là hát những cái sở trường mà nhạc trẻ, nhạc nhẹ này kia thì cũng được, nói vậy đó. Thời gian để vươn lên sống của mình ngoài thì vươn vắng tập trung chương trình cũng không còn hoặc là những âm nhạc thì rõ ràng là vươn là làm theo cái tôi được biết riêng cảm nhận là vươn đã có nghiên cứu sống về âm nhạc của Việt Nam thì cũng nếu mà tính ra cũng 30 năm làm nghề đó chú, 30 năm làm nghề. Tại vì con bước lên sân khấu chuyên nghiệp á là con nhớ là 19 tuổi đạt giải tiếng hát truyền hình, thì 18 tuổi là con đã được chú nhạc sĩ Từ Huy mời vô một số những cái chương trình có những cái ngôi sao tạo cội rồi. Nên là mình làm nghề cũng mấy chục năm, thì cũng có một cái thời gian gián đoạn là do hoàn cảnh gia đình. Thì đương nhiên đó là văn hóa hai nơi nó phải khác nhau rồi chú. Người ta kêu Tây với ta mà nó khác nhau, nó khác nhiều lắm. Nhưng mà dù ở Việt Nam hay là mình ở nước ngoài hay ở đâu cũng vậy, cái thứ nhất mình phải giữ cái bản sắc văn hóa của mình, bởi vì mình là người Việt Nam. Cái đối nhân xử thế, cái bản sắc văn hóa là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì nó có một cái điều là dù cho bất cứ ở cái nơi nào trên thế giới, nó cũng phải có một cái điều duy nhất là mình phải hành xử, đó là mình phải hành xử có đạo đức và có cái tình người. Dạ, chứ còn văn hóa thì đương nhiên là khác rồi. Con cũng nhiều khi thấy văn hóa bển nó nhiều cái nó làm mình cũng chói lắm, nhất là cái chuyện mà giáo dục và cái con nít với người lớn á là con thấy là con không đồng tình. Giáo dục mà biểu con nít nó muốn làm gì làm, nó không muốn nghe lời mình là thấy cái đó nó không đúng. Dạ. 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 Thật sự là đôi lúc con về con cũng hạn chế lắm. Nếu mà có gặp vài người yêu mến mình á là vòng vòng cũng người ta biết 8 giờ mình ngồi đây là người ta tới đại người ta gặp thôi, chứ còn nhiều khi chú biết là con cũng không có thời giờ. Nhiều người cũng mời đi chỗ này chỗ kia, người ta thương mến đi không được, không có thời giờ.
giờ đang có lời mời lên là nhà lạc, nó không có thì giờ đi đó chú. Vui là cái này cái duyên lại thân tình với nhau. Dạ. 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 Thôi giờ không gì, trước tiên là mời chú quê thấy cái con. Cảm ơn có những thắc mắc của cảm nhận. Dạ. Dạ dạ. Để họ lướt qua dạ. Đang họ không đủ lực. Lúc nào cũng sẵn sàng chào đón chú đó. Chú Khuê mà chú Khuê cứ đi qua tới bên bển thì điện thoại cho con. Dạ. Một lần nữa Thu Hương xin kính chúc toàn thể những các cô chú, các anh chị và các bạn, những người mà cũng yêu mến nhạc sĩ Sơn Khê, rồi một số người theo dõi chú Sơn Khê, thật là dồi dào sức khỏe, bình an, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thu Hương mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình khác, những bài hát mới khác của chú Khê. Dạ. Cảm ơn chú Hương đã có hẹn gặp nhau để giao lưu. Dạ. Nhất là gửi lời đến tất cả các anh chị em bà con ở bên đất nước xa xôi. Dạ. Những lời thân thương nhất, mong rằng là những dòng nhạc nói về giàu đẹp của thành phố mình đến nhờ chú Hương là chắc chắn bay qua đến các bạn. Dạ.